Hi anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ 11 vàng này. Ơ tự nhiên mình không hiểu tại sao thi thoảng nó có 11 vàng với còn thi thoảng có 10 vàng nhỉ. Không biết tại sao luôn. Chế độ hay sao nhỉ? Ok, vừa này nhé. Cần mình sẽ bán con gì đó đi. Panoma này khá là xịn này. Mình khá là xịn nhất rồi. Đồ cho floor luôn này anh em ơi. Và đuôi này đi nhé. Phát drone có Quillen 2 con VO à. Luôn anh em ơi cho an toàn. Đánh này phải thắng đậm đậm luôn bởi vì con tự nhiên có Quillen 2 mà anh em. Nên là mình thích tận dụng nó vào luôn cho nó dễ thắng. Ô thực ra mình phí nhỉ. Trận này chả ai chơi. Nghe còn lên cấp phí quá à, không kịp check. Chả ai chơi game à. Ê, mọi người toàn kiểu gì ấy. Cáu thật anh em ơi. Bạn sườn Quillen đi không nhỉ? Tại nhìn này kiểu dễ dễ thắng lắm ý. Sườn Quillen. Này. I'm working late. Cause I'm a singer. Ê, toàn gặp mấy bạn ấy tiền này. Mấy bạn chơi game này. Mấy bạn không chơi game chả gặp mình nữa rồi. 4 mạng trừ nhiều máu vào cái đấy nhỉ. Thôi để lên 4 tướng đúng rồi em ơi. Theo lý thuyết vẫn phải lên 4 tướng à. Không khác được. Vẫn cân lại được vàng. Cân lại được vàng vẫn ok. Chả ai xiên thằng mình thôi. Này. Này thì mình xuyên phát đi luôn. Mới kìm. À, nhà tê à, chết rồi. Người bác này chơi mình. Căng ta. Xuyên, ok rồi, hay quá. Kiểu mấy bạn để 2 AT ở góc cũng sợ sợ. Bắn thần à? Mấy bạn bắn thần này về nhá. Ờ, thẻ tăng sao đúng không? Tăng sao chơi gì nhỉ? Viral. Tăng sao à? Cũng tùy anh em, chắc tùy đồ thôi. Tùy lắm. Oh, it looks so cute. Round my finger. Twisted Humor. Ui, xuyên ba này. Đọc thế nhỉ. Ôi giời ơi, này cho một con thên vào điên luôn này. Hắc ám à. Hắc ám được anh em ơi, hắc ám bán thần được. Hắc ám bán thần thì kẹp thên cái gì nhỉ. Hắc là cứ suy nghĩ đi anh em. Suy nghĩ thêm một chút. Bán thần, có bán thần luôn này. Gì ước nấy à. Cái gì được đấy à? Này giờ rồi. Quillen luôn. Quillen đứng cạnh luôn. Cạnh này. Có thương không? Có thương không? Không là mình chơi kiểu này thôi đấy. Chơi kiểu này mình sẽ ăn được một mạng của Quillen, một mạng của con Floor. Là hai mạng rồi. Là cũng uy tín lắm rồi. Ồ, oh, cái gì đấy nhở? Hay là nhở? Hay là nhở?
mạng tu len một mạng phần floor này, rát đấm được một phát này. AT bên kia sách thánh à, chết rồi. Tưởng mình đã gây lắm rồi, mình cũng có người gây hơn mình à. Suýt gây hơn. Suýt gây hơn. Gì đây anh em? Gì muốn đánh anh em ơi? Gì đấy anh em? Tây bổng. Em thấy con Villain này về. Cái gì đấy anh em? Ê. Chơi này không công bằng cho các bạn kia đâu. Em thấy đánh gì nhỉ? Wrapped around my finger, not just that humor. Think about me and I don't want me as my soul. Mắc cho con này cho con Malok cũng không hiệu quả lắm em ấy nhỉ. Nó kiểu mình có nhiều đam quá rồi ấy. Nên là đến lúc mà nó lên để mà nó nhảy được thì pin bịch cũng chết hết rồi anh em. Không hiệu quả lắm. Nhưng mà thực ra trận này mình có cái đồ này thì mình thích hơi thích đánh bán thần hơn. Cá nhân mình thì hơi thích đánh bán thần hơn thật. Nên là mình đã không muốn đánh thú lắm đâu. Hơi phải bắn thần đấy. Phải kết cho floor nhé. Bá đạo quá nhờ. Tụt len đấy. Mạnh quá nhờ. Em sợ thực sự trận này mình muốn đánh bắn thần luôn. Bởi vì chỉ cần một cọc đại nữa là gần như là làm mọi chuyện xong hết luôn ấy. Chuyện xong hết luôn ấy. Tulen không tìm một phát này. Nó xiên vào Amelie này. Không xiên được luôn. Ui rồi ôi. Sợ quá. Hay lấy thêm có thể thằng sao nữa làm cái trận Iluba mình. Ê, rất nhiều dự định nhá. Rất là nhiều dự định nhé. Đây luôn không? Luôn đi còn giữ chuỗi thắng anh em. Mình có thể thêm bạn Rat này đi. Này đi. I'm working late. Cause I'm a singer. You look so cute. Up around my finger, my twisted humor. Nó con Gret khá là ghê này. Kia con Yon ở dưới chỗ cũng khá là nguy hiểm này. Mình có một con Malok thôi mà. Malok một con Floor cầm nghe kết thôi mà. Chuyện nguy hiểm ấy nhỉ. Đây cần voi đúng không? Còn bao nhiêu con voi trên đời này không biết, 12 con voi à. Anh vẫn thân đúng không nhỉ? Cờ rốt đến rồi này. Lên 2. Lên 1 đã nhá. Lên 1 đã anh em. Vẫn đang ở trong cái tình trạng mà muốn đánh gì thì đánh anh. Muốn cái gì cũng muốn đánh ấy nhỉ. Đang trong tình trạng cái gì cũng muốn đánh. Kết có, truy hồn có, con này ra ngọc đại phát là xong này. Đây ngọc đại phát mình ném con Nacod mình vào luôn. Nacod mình có bán thần, ulti luôn, bùng phát. Nghĩ là thấy khoái rồi anh em ơi. Ok, chưa nói đến điều gì. Tẩn nhất con voi. Còn gắn thần gắn con voi. Bây giờ mình đang chưa có gì, chưa có bài gì. Thú hai bạn này. Ám thú nữa. Nó còn 10 con. Voi đây rồi. Chờ mãi mới thấy.
Một phát roll. Nó bỏ nhá. Nhất quyết đánh hắc ám. Ziu. Thôi đi thôi bạn ạ. À. Không muốn chỗ này. Hết chỗ rồi. Chưa cần. I'm working late. Nào có ulti được ấy. Ui không được. Gần được. Nào ulti được này, hai AT sấy được kìa. Đừng sấy nữa. Mất cái chuỗi thắng rồi. Có đấy bỏ Malok đi có sai nhở? Hay để vào đấy để Malok lại được khi thắng này. Chắc không, nó đấy tiếc là con Nakot không ulti được. Có phải công ty được mà là cũng có chuyện đấy. ôi giời ơi muốn thế đâu. Không muốn nó như thế này đâu, mọi chuyện đã đến mức này rồi. Không hề cố ý các bạn ơi, không hề cố ý đâu. 1, 2, 3, bỏ bạn nguyên tố. Bỏ bốn bạn kia, bỏ floor tiếp này. Bắn thần cũng cần. Nakot ulti được ở dưới đáy này. Chuyên Milly tiền đau uống thì lõ nhiều đam nhỉ. Cái trang này cho chiều nó nắc đi, nắc là 105 mana đấy anh em ơi, 105 mana đấy. Trong tí mình có thêm một cái quả luôn nhé anh em nhé. Thời gian chắc bỏ floor, hết tiếc nhỉ. Floor có sợ thú đam không? Bỏ floor sợ thiếu đam không nhỉ em nhỉ? Chắc không thiếu đâu. Chắc là không thiếu đâu anh em. Ông này Nakot ulti à? Nakot mình ulti. Nakot mình cầm 1-2 kết cơ. Nakot ulti 2 lần à? Căng hết. Ở đấy lâu mình không có cái giáp hộ mệnh. Tiếc quá. Thôi đi. Bye bye em. Em cống hiến thế là anh cũng thấy vừa lòng rồi. Anh chắc mình chơi bán thần. Bán thần thiếu một ngọc đại. Tìm Nakot với các thứ đó nha em. Bạn nó floor xong. Chán không? Không biết cho con gì vào này. Oh man. Cho teo vào đi. I'm working late. I'm a singer. Bỏ bán thần đi thì hơi thiếu mana. Được. Voi còn 8 con nên voi 2 là ngon. Có thể thăng sao. Nên là con gì đấy nữa. Von Cat. Rồi. Rồi sao? Không sao cả. Rồi. À chưa có rồng. Chưa có rồng anh em ơi. Cái chưa có rồng à.
đang chờ con rồng, quên mất. Tìm con rồng đã nha anh em nhé. Quả này ra ngọc đại phát là xong này. Cầu đồ anh em ơi, cầu đồ. Được rồi. Đấy. Phát, kiếm rồng phát nhé. Rồng đi. Nào. Chấp luôn anh em ơi, kệ đi, kệ đi. Chấp đi, lấy rồng. Hay thôi, này liếu, không dám. Mình sẽ để này cho con Lu không? Lu này cũng khá là nhiều đồ. Ok. Truy hồn nắc. Trông cũng không hợp lý kiểu gì nhở. Hay để đồ nắc đi, để đồ nắc ngon hơn nhỉ. Lu mình sợ đánh thường một phát ulti à? Hai phát? Ba phát à? Nhiều quá, ba phát là nhiều. Không ti. Không được, phải ngọc đại thôi anh em. Không được, không được, không được. Không được, không được. Không được đâu. Không được đâu. Ngọc đại cơ. Ba bán thần, bốn hắc ám, voi là 8, con cát là 9, ma tộc mới là 10. thế thì mình vẫn cần rồng nhẹ quên. Vẫn cần con rồng này. Không có con rồng rồi. Thế nên không được. Không may lấy tạm đi. Tạm thời thế này đã nhé. Xong rồi bỏ nguyên tố đi. Truy hồn vào đầu mấy con này này. Tu blend ulti này. Này sống dài thật đấy anh em ơi. Gì nhà nói. Thế à, quả đồ mình xếp buồn cười quá à. Không biết đẹp đồ kiểu quá như bây giờ mình cần con rất là cần con. Hay tặng Arduin phải không nhỉ? Ừ quên, đi mà Arduin được cũng được anh em ơi. Ừ nhé. Cái này là thế này, cái này, cái này mất. 23 mình trên ma đốc mình làm được. Tộc bán thần. Chuyên hạ án. Cũng được. Cũng được anh em. Thế mình sẽ ném đồ cho Voncat này. Đồ kia bán thần kết cho ma tộc. Thế để đồ này đi, không thành vấn đề đâu. Ma lốc thì cho nó làm sàm sàm xí xí gì ở dưới thôi. Cái này là được nhỉ. Xong rồi mình lên Eco lên nhá. Eco lên. Ôi cái bà già nó đánh chết con kia mình. Quyết định ném đồ cho con Nakazot vậy. Con kia rốt vậy. Mình sẽ để hay kết cho con tạm này ăn này. Hai cái này trang cho Nakot này. Mà Nakot sẽ công ty được có ma tộc mà sẽ chém thường các thứ nữa này. Này mình cho Lu hơi kỳ nhỉ. Ê, một con rồng cầm đồ ở dưới thì cũng ngon. Đấy, chính nó đấy, chính nó đấy, chờ mãi. Eco anh em ơi, chờ một tí Eco. Rồng sẽ cầm hai đồ này. Nakot đứng cạnh đây nó sẽ ulti được này. Mất tu blend đứng đây đi. Cứ... thiếu một con hạ... À bỏ con voi đi được. Quên, bỏ con voi đi. Bỏ con voi lấy hạ áng. Bỏ miễn nhiễm cũng hay đấy nhưng mà. Hay để miễn nhiễm một con voi nhỉ. Nhiễm một con voi cũng cần thiết. Cái gì cũng cần em ơi, thôi bắt đầu phải lên tướng. Bán thần ma tộc. Phút chót này rồi. Với cả mình nghĩ khi lấy con Vera ngon hơn kích được thêm phù thủy. Chứ con Malok mình cũng không đủ đồ để mình ném cho nó trừ khi lên được Malok 2 nhé. Nhưng mà
mà nó còn 6 con chắc cũng hơi khó. Thế là để con Vera một phát nhé anh. Pick thêm cũng được, để con Vera được anh em ơi, không có gì đâu. Mà cái con Grug này này. Đó. Voi này vào. Gì đây? Cái này ném đi cho con khác không nhỉ? Rồng nhỉ hả? Rồng nó tầm 3 đồ truy hồn các thứ. Mà nó cũng thổi luôn được. Thổi luôn, nó đứng cạnh con Voncat này thì nếu con Voncat này mà cân kèo với con kia thì con này sẽ thổi. Một thể đằng xa mình cũng chưa chờ con gì đó. Biết con gì, cho con khác thôi. Illu 3. Trừ khi Ngọc Đại ở Ngọc Đại á. Ngọc Đại xích thánh. Tốn kém anh em ơi, toàn cặp thú này. Cặp thú này đánh bán thần khổ lắm. Thú đánh bán thần khổ lắm anh em ơi. Nhưng mà anh có hiểu điều đó không? I don't know girl, I don't know. Nhiều đổi nhỉ. Mình thực sự không biết xử lý pha này rồi. Quái luôn. Mày cho cái quái nào bây giờ. Này nó có ulti được luôn này. Mình cần cho nhỉ? Cho này cần quái gì đâu. Cho này cho con cát được mà. Ừ. Ban tộc cho nó có được mà, bởi vì mình có ba bán thần đánh thường một phát thì không khác gì nhiều. Quên đấy. Cho cho con cát được. Cho con cát. Hai đồ này nó có đủ ulti rồi. 35. 35 cộng 180 là 115 rồi, đánh thường một phát thì thôi cho nó đánh thường một phát hơn. Cây rồi, chính là nó, chính là con này. Phi hồn đâu? Ở đây. Ừ đúng rồi nhỉ. Cái này luôn nhé. Ok luôn. Luôn. Không còn gì nữa mà chờ đợi đâu các bạn ơi. Không còn gì nữa đâu mà chờ đợi. I'm working late. Đúng nhỉ? Ok đúng không? Hay kết này. Kết cho Narcot không? Đắc mệnh cho Narcot. Lock. Chị lấy về đi. Đu tìm một phát này. Có chi hồn này. Narcot không ulti được phát nào này. Nhưng mà sẽ xuống nó ulti được một phát được. Ok này. Con cát mình không có sách thánh này. Nhưng mà chắc vẫn thua bọn này. Chứ gặp thú thì cũng hơi khó thật anh em ơi. Một điều là gặp thú cũng hơi khó. Voi mình hay để con voi con ti nhỉ, cho nó miễn nhiễm khống chế toàn tin làm cái gì làm. Narcot mình để con voi xuống 25-35 gần như ulti được. Hoặc là mình đắp con cắt 2 hoặc là con Illu 2 hoặc gì đấy nữa. Đắp tí em. Victor K gắng tìm con đấy phát nhé. Gì nhở con. Con gì mình quên sửa tên anh em ơi. Nào mình sẽ không lấy mình kia, mình đập cái phong cát 2 à, mình đập phong cát 2 luôn không? Đập đi. Chẳng còn gì đâu. Mấy con này kia nhá, mình bỏ cái này đi, hai con này bỏ. Tìm con Vera phát không có. Chịu anh em ơi. Chẳng lẽ mình kết thúc ở đây à? Số phận mình kết thúc ở đây à? Cứ cửa thiên đường rồi nhưng mà không làm được gì nữa. Voi con tìm một phát này. Thôi mình sẽ đẩy con Narcot đứng cạnh con voi à, con rồng đứng cạnh con kia à. Được ta. Cát 2 à. Đánh thường là chết. Ok anh em ơi, vẫn sống. Sống được. Thêm một shot tướng nữa, mình thêm con gì? Thêm con phù thủy. Ma tộc. Phù thủy. Lily. Thêm con Lily quan trọng nhất. Azenka cũng được nhưng mà Lily quan trọng hơn em. Sống được anh em ơi. Truy hồn. Mình muốn con voi mình ulti sớm hơn không? Cái nữa là mình muốn con voi mình nó ulti sớm hơn một tí không? Mình sẽ đẩy con này ra đây, con này ra đây này. Con rồng ra đây này.
này ra đây, này ra đây này. Trông cái kỳ tí mà chắc là vẫn ok đấy. Ừ, rắc này. Con cắt mình không có truy hồn nên mình để nó xuống dưới này. Chết gần hết luôn team luôn nó này. Gần hết là không đủ đâu anh em, phải chết hết đấy. Gần hết là cũng không đủ đâu. Không chết con cát này rồi. À được, đánh thương nó chết. Chính truy hồn không? Nó không làm gì con này. Chịu anh em ơi. Làm cái chịu rồi. Thê nó lên thêm con thê không? Có làm gì con này ấy nhỉ? Voi. Voi này. 1, 2, 3, 4. Ilu hay làm trận. À làm quái còn thể thắng sao nữa anh em. Giấc mơ Ilu 3 chấm dứt. Cát. Để con cát mình đứng xa xa hơn nữa. Làm gì không nhỉ? Đây, con cát đứng đây là chuẩn rồi. Con cát đứng, khả năng đứng lên trên cao này cản con ma lốc này được thì ô ngon này. Voi mình sẽ nhả choáng nó, ôm em xuống dưới. Cho con cát lên trên. Điền ra. Tam chính rồi, Ilu em cũng chẳng còn cơ hội gì nữa. Này mình ném cho con khác. Narcot đang đồ gì đấy? Narcot đang là đồ mana phòng kia này. Narcot đứng giữa con rồng sẽ thổi được luôn này. Rồng 1 à. Có vấn đề nhỉ. Cần đấy anh em ơi, cần nhiều mạng càng tốt. Bao nhiêu mạng lấy bấy nhiêu. Sẽ ném cho con voi, ông men à, ông men đi. Này cho con cát đi. Rồng lên rồng 2 được không? Từ này lên trước này. Ông men xuống đây. Đây chém vào con cát này. Cát này chỉ nghĩ chém được. Quy. Quy vào giữa ở đây, không sao đâu. Vào giữa được, đẹp. Cát này cản con ma lốc bên kia. Yon bắn thẳng mặt à? Không cản được bạn này rồi. Mình cản bạn kia cơ. Này cản hơi khó. Có thêm phổ vỗ kinh quá này. 4 giáp hộ mệnh anh em ơi mà không làm gì được. Không làm gì được thật. Không mình, mình counter bạn này. Mình cản ma lốc bạn này. Không làm gì được. Hết cỡ rồi. Thôi nhưng mà bán thần gặp nhà thú thì cũng khó thật. Thần nó bị counter bởi thú rồi anh em. Nhưng mà quả đồ đấy chỉ đánh bán thần đấy chứ còn không còn đánh gì khác. Đánh bán thần rồi. Cái quả đấy mình counter bạn này. Counter bạn này cho con ma lốc vào đây. Nó sẽ nhảy vào con phong cát mình thôi. Con phong cát mình có thể hên xui vẫn sống được. Nó con giáp phòng bệnh các thứ nữa. Hai con phong cát 2 thì điên thế. Cái gì mà điên thế các bạn. Bạn này đi kìa. Yon 2 yếu á. Yon 2 không đủ đạn. À, top 3. Anywho, vậy thôi, với mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu bạn thích tiếp chuyện thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý. Các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Alright, bye bye.